Hoàng Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây. Thì hôm nay Hoàng Sơn sẽ chia sẻ cả nhà mình thông tin về ẩm kế treo tường ha. Thì trên thị trường có rất là nhiều loại ẩm kế. Ví dụ giống như cái nhiệt kế treo tường á, nó là một cây thủy ngân rất là to là dài vậy nè, hoặc là cái ẩm kế riêng. Còn những dòng thông dụng mà mình hay thấy á, là nó sẽ kết hợp hai loại, vừa là nhiệt độ phòng và là vừa ẩm kế luôn. Thì hiện tại Hoàng Sơn đang cầm là hai loại nhiều người xài nhất, tại vì giá thành nó khá là rẻ và độ chính xác cũng rất là cao. Và một cái dòng thứ ba mình có trên thị trường đó là dòng bằng điện tử ha, nó giống như đồng hồ điện tử thì nó sẽ to và đẹp hơn và giá thành sẽ mắc hơn, thì cái đó phải xài pin. Còn cái này mình không có xài pin ha, mà mình cứ treo tường hoài luôn, hoạt động bình thường. Thì thường những cái ẩm kế xài ở đâu? Thứ nhất là mình xài trong phòng, nhất là để với phòng mà có người lớn tuổi, người bệnh hoặc là trẻ em bé ha. Nơi thứ hai là những phòng, những nơi công cộng, gia đình hoặc là những cái phòng khám bệnh viện, rồi những nơi bảo quản như thuốc và thực phẩm, rồi bảo quản thiết bị điện tử ha, giống như nhà mình có máy ảnh nè, máy chụp hình, máy quay phim, ống kính, hoặc là những cái thiết bị điện tử mà mình ít xài á, mình bỏ trong tủ hút ẩm để mình để cho nó không bị hư. Hoặc là những nơi giống như mình trồng cây, trồng lan, hay là mình cần cái nhiệt độ môi trường cho phù hợp á, mình điều chỉnh á, thì mình cũng sử dụng ẩm kế để mình đo đạt. Rồi thì cái cách xài á rất là đơn giản cả nhà ha. Cây kim ở bên trên là nhiệt độ môi trường, nhiệt độ phòng. Còn cái cây kim bên dưới là độ ẩm. Ví dụ nhiệt độ hiện giờ của mình là trên 30 độ C ha. Còn ẩm cái nhiệt độ, cái độ ẩm là của môi trường là 60%, từ 0 cho đến 100% ha. Thì bao nhiêu là bình thường? Thì cả nhà mình cũng thắc mắc. Thì Hoàng Sơn sẽ giới thiệu thêm. Cái này nó không phải là bao nhiêu là tốt, mà là tùy vào cái mục đích của mình xài. Ví dụ mình đo cho cái môi trường sống của mình, hay là đo để bảo quản, hay là đo để trồng cây đó. Thì ở đây đối với những cái ẩm kế nhỏ rẻ tiền thì họ sẽ ghi cho mình tham khảo đây. Ví dụ giống như nhiệt độ môi trường của mình thường là tầm 30 độ C như ở ngoài trời miền Nam ha, là nhiệt độ dễ chịu nè. Còn như trong nhà mình thì mình có thể nhiệt độ mát hơn, hoặc là phòng máy lạnh mình có thể điều chỉnh được là từ 20 độ C cho đến 25 độ C. Còn như ra đường thì có thể nắng hơn, nó trên 35 độ C thì rất là nắng ha. Đó, thì mình có thể xem nhiệt độ để mình tham khảo, hoặc là mình có thể dùng quạt hay là mình máy che để mình thay đổi cái nhiệt độ môi trường của mình. Rồi còn độ ẩm nè, thì có màu xanh, cái màu xanh nó từ 40 cho đến 70 thì thường là cái độ ẩm bình thường của môi trường mà mình sống. Nhưng mà nếu mà đối với những cái thiết bị điện tử á, mà mình bảo quản trong cái hộp chống ẩm hoặc là trong tủ chống ẩm á, thì mình sẽ dùng cái đó nó hút ẩm ra, hút ẩm thì nó sẽ giảm xuống, nó sẽ thấp hơn, nó tầm khoảng ở 40 nè, thì sẽ rất là tốt cho thiết bị. Nhưng mà cũng không có nghĩa là khô quá là tốt nha. Nhiều khi nó mình hút ẩm quá nhiều, quá mạnh, nó xuống tuốt bên dưới luôn, thì những cái miếng da ở trên cái thiết bị điện tử mình nó sẽ bị khô, bị bong ra. Đó, nên mà mình cũng phải cân nhắc tùy theo thiết bị nha, chứ không phải khô quá cũng tốt, mà ẩm quá cũng tốt, mà tùy theo cái nhu cầu của mình. Rồi ví dụ mình trồng cây thì mình cần cái độ ẩm, cái môi trường cây nó ẩm nhiều thì mình có thể dùng cái máy phun sương đó, mình để tạo cái độ ẩm lên cả nhà ha. Đó, thì cái loại này cả nhà thấy giá nó tầm khoảng 70.000 là thường xài nhỏ gọn giá rẻ. Còn cái này thì gia đình hay xài, nó to to dễ nhìn là 220.000. Còn cái dòng điện tử thì nó tầm 500-700.000 cả triệu, tùy theo cái loại lớn nhỏ, thì Hoàng Sơn không có giới thiệu ở đây. Rồi đây là hai dòng mà chúng ta thấy giá thành cũng khá là rẻ và mình có thể sử dụng ở nhà mình ha, mà mình không tốn pin. Rồi hôm nay thì Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình về cái ẩm kế và những điều cần biết. Nếu cả nhà mình có nhu cầu á thì có thể liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn ha, hoặc là có gì thắc mắc thì gọi Hoàng Sơn theo số điện thoại bên dưới của tiêu đề. Hoặc là cả nhà mình có thể đăng ký kênh Sức Khỏe 60 giây để mình có thể xem thêm những video về cách sử dụng thiết bị y tế như là máy đo huyết áp nè, máy đo đường huyết, máy trợ thính, và cách lựa chọn trước khi mua ha, để mình có thể lựa chọn một cái phù hợp. Tại không phải cái nào mà mắc tiền cũng phải phù hợp với mình. Ví dụ như ở trong một cái tủ chống ẩm thì cái to này không thể nào bỏ vô được, thì mình lợi dụng cái nhỏ nha. Rồi chúc cả nhà nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.